Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp thường trực Chính phủ với các bộ ngành về tình hình triển khai các dự án quan trọng để bảo đảm cung ứng đủ điện, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia năm 2025 và những năm tiếp theo. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, trong 9 tháng năm 2024, EVN đã đảm bảo cung cấp đủ điện, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp mà Thủ tướng Chính phủ giao để đảm bảo cung cấp đủ điện các tháng cuối năm 2024. Đồng thời, việc cung ứng điện năm 2025 cơ bản vẫn được đáp ứng. Tuy nhiên, còn tiềm ẩn rủi ro khu vực miền Bắc trong các thời điểm cao điểm cuối mùa khô nếu nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến. Tại cuộc họp, lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành thảo luận phân tích kỹ tình hình sản xuất, nhập khẩu điện, nhu cầu sử dụng điện, rà soát năng lượng cung ứng điện, việc triển khai các dự án điện về nguồn điện, lưới điện, việc chuẩn bị cung ứng các nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất điện. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh biểu dương các bộ ngành tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng, nhất là Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có nhiều nỗ lực đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất tiêu dùng cả năm 2024 với lượng tiêu thụ tăng 11–13% trên một năm, trong khi nguồn điện không tăng. Trong đó có hoàn thành đường dây tải điện 500 kV mạch 3 chỉ trong hơn 6 tháng triển khai. Theo Thủ tướng, dự tính năm 2025, nhu cầu điện cả nước tăng khoảng 2.200 MW, song với các giải pháp cụ thể cơ bản sẽ không thiếu điện. Tuy nhiên, về lâu dài, với tốc độ nhu cầu điện tăng từ 12–15%, để đảm bảo nguồn điện trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, các bộ ngành phải chủ động, tích cực thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất tiêu dùng. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương triển khai nghị định mua bán điện trực tiếp, hoàn thiện trình ngay Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành nghị định về mua bán điện tự sản tự tiêu, điện mặt trời, áp mái nhằm khuyến khích phát triển điện sạch, hình thành ngành công nghiệp điện năng lượng tái tạo, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc thúc đẩy các dự án, nhất là vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, quy hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, giải phóng mặt bằng. Trong đó hoàn thành thực hiện các liên kết điện nhập khẩu trong năm 2024, triển khai xây dựng đường dây 500 kV Lào Cai - Việt Trì trong 6 tháng. Bổ sung thêm các dự án nguồn điện, lưới điện mới, tăng nguồn cung điện để chủ động hơn, bảo đảm cung ứng đủ điện, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, khẩn trương hoàn thành đàm phán nhập khẩu điện từ Lào, Trung Quốc. Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ ngành phải xây dựng các kịch bản để chủ động có giải pháp đảm bảo cung ứng đủ điện, không để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tiếp tục đa dạng hóa nguồn điện gồm thủy điện, nhiệt điện, điện khí, điện gió, điện mặt trời, điện hạt nhân, nghiên cứu giá điện phù hợp, căn cứ tình hình, điều kiện đất nước, sát thị trường trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, hài hòa lợi ích nhà nước, người dân, doanh nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến rộng rãi dự thảo quy chế tuyển sinh bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông, trong đó bỏ đề xuất bốc thăm môn thi thứ 3 vào lớp 10 từng gây tranh cãi trước đây. Để bảo đảm thống nhất và quan điểm tổ chức kỳ thi nhẹ nhàng không gây tốn kém, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quy định chung việc thi vào lớp 10 bằng 3 môn, toán, ngữ văn và môn thi thứ 3 hoặc bài thi tổ hợp. Môn thi thứ 3 hoặc bài thi tổ hợp sẽ do Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học có trường trung học phổ thông lựa chọn và được công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm. Việc lựa chọn môn thi thứ 3 có sự thay đổi qua các năm nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện trong giai đoạn giáo dục cơ bản. Môn thi tổ hợp cũng được lựa chọn tương tự. Ngoài hình thức thi tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các địa phương có thể chọn phương thức xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Việc lựa chọn phương thức tuyển sinh thuộc thẩm quyền của địa phương. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt và lựa chọn phương thức. Sáng nay 19 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ phát động tiếp tục đẩy mạnh thi đua xây dựng trường học hạnh phúc năm học 2024-2025. Sự kiện nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và hạnh phúc tại mỗi nhà trường. Trên cơ sở bộ tiêu chí trường học hạnh phúc đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành, các trường học hưởng ứng bằng nhiều mô hình sáng tạo từ xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp, an toàn, đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng phát triển kỹ năng, nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên, tạo nhiều sân chơi đổi mới sáng tạo cho học sinh, đồng thời tổ chức tốt việc thực hiện quy chế dân chủ, lan tỏa sự yêu thương, chia sẻ, tôn trọng, giúp đỡ đồng nghiệp, yêu thương học sinh để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, thầy cô và học sinh đều hạnh phúc. Được biết, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân thành phố đồng thuận để lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận thành phố Hà Nội là thành phố học tập, thành viên mạng lưới thành phố học tập toàn cầu. Việc tiếp tục thi đua xây dựng trường học hạnh phúc là một trong những giải pháp để đưa mục tiêu đó sớm trở thành hiện thực. Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thường Tín tổ chức phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2024. Với tinh thần tương thân tương ái, từ năm 2023 đến nay, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trên địa bàn đã đồng hành ủng hộ quỹ vì người nghèo của huyện Thường Tín số tiền gần 5,7 tỷ đồng. Trong đó, cấp huyện ủng hộ trên 2,6 tỷ đồng, cấp xã ủng hộ trên 3 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã có 171 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện được hỗ trợ xây sửa nhà đại đoàn kết với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện còn hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, vốn phát triển sản xuất, chi phí khám chữa bệnh với tổng số tiền trên 123 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà hàng ngàn lượt hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn dịp lễ Tết, hỗ trợ học sinh nghèo học tập với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Với những hỗ trợ đó, góp phần giảm số hộ nghèo trên địa bàn huyện chỉ còn 23 hộ, chiếm tỷ lệ 0,03%. Tại buổi lễ phát động, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn huyện Thường Tín đã đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo của huyện với số tiền trên 440 triệu đồng. Ung thư đại trực tràng là ung thư phổ biến đứng thứ 3 về tỷ lệ mắc mới, thứ 2 về tỷ lệ tử vong do ung thư. Đặc biệt, đây là căn bệnh dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác nên có thể trở thành mối lo ngại của bất kỳ ai, đang ngày càng gia tăng ở giới trẻ. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Khoa học Trực tràng Toàn quốc lần thứ 11 vừa diễn ra sáng nay tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Nghiên cứu cho thấy ung thư đại trực tràng chiếm 10% các bệnh về ung thư. Mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 14.000 ca mắc mới và 7.000 ca tử vong và có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Tuy nhiên, việc phát hiện ung thư đại trực tràng sớm sẽ có tỷ lệ sống sau 5 năm và tỷ lệ chữa trị thành công cao. Các chuyên gia cũng báo cáo về các phương pháp được nghiên cứu ứng dụng thành công như bảo tồn cơ thắt cho bệnh nhân ung thư trực tràng thấp cắt đại tràng, vết hạch D3, vết hạch vùng tiểu khung trong điều trị ung thư. Hội nghị cũng báo cáo các chuyên đề trong chuyên ngành hậu môn trực tràng. Các bệnh lý phổ biến chiếm tỷ lệ cao trong cộng đồng nhưng chưa được nhiều người quan tâm đúng mức. Nhiều bệnh mặc dù không gây nguy hiểm tới tính mạng nhưng gây đau nhức, lo âu cho người bệnh. Nếu không được phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị đúng và kịp thời, bệnh sẽ biến chứng trở nên trầm trọng và nguy hiểm. Nhiều phương pháp điều trị ít tốn kém hơn như vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, đông tây y kết hợp đang mang lại hiệu quả cao. Hiện tại, thành phố Hà Nội đang duy trì mức sinh thay thế. Tuy nhiên, số sinh đang có xu hướng giảm và số sinh con thứ 3 trở lên tại các huyện ngoại thành vẫn còn ở mức cao. Đây là bài toán khó cho công tác dân số trong những năm tiếp theo. Để duy trì mức sinh thay thế cần có những giải pháp đồng bộ. Các đơn vị tăng cường tham mưu giải pháp thực hiện công tác dân số trong tình hình mới. Mức sinh thay thế trung bình một phụ nữ Hà Nội đang đảm bảo khi duy trì ở mức 2,1 con. Tuy nhiên, vấn đề đảm bảo mức sinh trước xu hướng già hóa dân số vẫn là thách thức đặt ra với các thành phố lớn như Hà Nội, bởi nhiều cặp vợ chồng ở quận nội thành vẫn chưa sinh đủ 2 con. Thực ra là nhà mình có ý định sinh bé thứ 2, nhưng mà nhà mình đang suy nghĩ về khá là nhiều vấn đề. Thứ nhất là vấn đề tài chính, vì nuôi một bé thì cái chi phí nuôi bây giờ nó khá là cao để cho bé học hành. Và thứ hai là vấn đề về thời gian, tại vì gia đình mình chỉ có 2 vợ chồng thôi, thế nên là việc phân bổ thời gian để chăm sóc các bé nó khá là hạn chế. Bé lớn cũng chuẩn bị học ấy, thế nên là khi mà chuẩn bị sinh bé thứ 2 thì nó cũng sẽ phải mất nhiều thời gian, tốn nhiều thời gian và chia sẻ thời gian nhiều hơn. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, quy định sinh từ 1 đến 2 con không còn phù hợp. Tính tới thời điểm hiện tại, tỷ lệ sinh thay thế tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ là 1,4 con. Tỷ lệ này dẫn đến dân số già, không có nguồn lao động. Nhiều cặp vợ chồng trẻ chỉ sinh có 1 con mà chưa có ý định sinh con thứ 2. Một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái việc nó làm tình trạng mức sinh của thành phố cũng thấp, đó là cái tình trạng mà vô sinh nguyên phát và vô sinh thứ phát cũng ngày càng diễn ra nhanh. Và hậu quả của cái vấn đề vô sinh này cũng phải kể đến cái chuyện đó là việc là phá thai không an toàn ở phụ nữ. Thì hiện tại thì cái vấn đề mà cung cấp cái kiến thức về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho các cặp nam nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn, cũng như là vị thành niên thì cũng đang được quan tâm. Tại cuộc hội thảo do Cục Dân Số tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng cần bỏ quy định mỗi gia đình chỉ sinh từ 1 đến 2 con khi đưa pháp lệnh dân số thành luật. Theo lộ trình, Bộ Y tế sẽ trình chính phủ vào cuối năm nay. Tuy nhiên, trước khi có luật dân số, thì Chi cục Dân số vẫn khuyến khích mỗi gia đình nên sinh đủ 2 con. Đất là tư liệu sản xuất đặc biệt, là ngôi nhà của các hệ sinh thái. Vì vậy, sức khỏe đất đang là vấn đề được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm. Tuy nhiên, đến nay, Việt Nam mới chính thức có được đề án về nâng cao sức khỏe đất. Đây là thông tin tại hội nghị triển khai đề án nâng cao sức khỏe đất và quản lý dinh dưỡng cây trồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được tổ chức ngày 18 tháng 10 tại Hà Nội. Hiện nay, bình quân diện tích đất đai trên đầu người thấp, cộng với tập quán thâm canh sử dụng không cân đối phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Ô nhiễm đất do sự phát triển của các khu công nghiệp, làng nghề, tác động của biến đổi khí hậu đã làm sức khỏe đất bị suy giảm nghiêm trọng. Cụ thể, tại Việt Nam có 11,8 triệu hectare đất bị thoái hóa, trong đó hơn 4 triệu hectare đất sản xuất nông nghiệp. Về chất lượng đất nông nghiệp đã ở mức báo động, sức khỏe đất đã đến mức suy kiệt. Cũng theo các chuyên gia, các nước khác nhau có bộ tiêu chí đánh giá sức khỏe đất khác nhau. Tuy nhiên, tại Việt Nam chưa có được một bộ chỉ tiêu đánh giá chất lượng đất phục vụ sản xuất trồng trọt. Theo đó, đề án nâng cao sức khỏe đất sẽ bao gồm xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về đánh giá sức khỏe đất và dinh dưỡng cây trồng phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về sức khỏe đất nhằm theo dõi, giám sát chất lượng đất trên toàn quốc. Theo thống kê của Bộ Công Thương, đến hết tháng 8, cả nước đã có 257 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại từ 24 thị trường và vùng lãnh thổ điều tra đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Trong đó, số vụ điều tra chống bán phá giá là 141 vụ việc. Bộ Công Thương đã cập nhật danh sách cảnh báo các mặt hàng có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh phòng vệ thương mại, gửi các bộ ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, hiệp hội doanh nghiệp liên quan để phối hợp theo dõi. Xin được chuyển sang các thông tin quốc tế. Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này và Ukraine ngày 18 tháng 10 đã trao đổi tổng cộng 190 tù binh với 95 người mỗi bên. Theo thỏa thuận được hoàn tất thông qua vai trò trung gian của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Trên kênh Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các quân nhân được trao trả của nước này đang được kiểm tra y tế ở Belarus. Hiện nay, phía Ukraine chưa đưa ra tuyên bố xác nhận vụ trao đổi tù binh nêu trên. Lần trao đổi tù binh gần đây nhất Nga và Ukraine diễn ra trong tháng 9 vừa qua, với tổng cộng 103 người của cả hai bên. Trước đó, hồi tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đã đưa 115 quân nhân bị Ukraine bắt giữ ở tỉnh Kutsk về nước. Sáng nay, một người đàn ông đã ném một số vật giống như bom xăng trước trụ sở Đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền ở khu vực Nagatacho, Chiyoda, Tokyo. Sau đó, người này đã lái xe tông vào hàng rào trước văn phòng thủ tướng cách đó không xa và bị bắt tại chỗ. Cảnh sát Tokyo đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Truyền thông Nhật Bản đưa tin, vụ việc xảy ra chỉ hơn một tuần trước cuộc tổng tuyển cử tại nước này. Theo đài truyền hình NHK, đối tượng đã ném 5 đến 6 vật thể giống như bom xăng trúng một xe cảnh sát chống bạo động gây hỏa hoạn, nhưng đám cháy đã sớm được dập tắt và không có ai bị thương. Vụ tấn công vào trụ sở Đảng Dân Chủ Tự Do xảy ra trong bối cảnh Nhật Bản đang chuẩn bị bước vào cuộc tổng tuyển cử lần thứ 50, sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 10 sắp tới, khi đảng cầm quyền của tân Thủ tướng Shigeru Ishiba được dự báo có nhiều lợi thế để giành chiến thắng trước các đảng đối lập. Sau một năm kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng nổ, hầu hết người dân tại Gaza đang phải đối mặt với tình trạng nghèo đói nghiêm trọng, nền kinh tế bị tàn phá và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đáng kể. Theo số liệu mới nhất từ Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, tỷ lệ thất nghiệp tại Gaza đã chạm mốc 79,7%, trong khi tại bờ Tây con số này cũng tăng lên gần 35% kể từ tháng 10 năm 2023. Báo cáo cũng chỉ ra rằng nền kinh tế sụt giảm mạnh đã khiến tỷ lệ nghèo đói tại bờ Tây tăng gấp đôi, từ 12% vào năm 2023 lên 28% vào giữa năm 2024. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi GDP của dải Gaza giảm đến 84,7%, trong khi GDP của bờ Tây cũng giảm 21,7% so với cùng kỳ năm 2023. Các hoạt động kinh tế tại Gaza gần như đã ngưng trệ hoàn toàn do hậu quả của xung đột, với nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị phá hủy, và người lao động cùng các doanh nghiệp liên tục phải sơ tán để tránh tình trạng bạo lực leo thang.